Mình kính ngày hôm nay và kính trọng thể vào ngày mai. Con được tên gì? Cha con được ba ơn gần nhất là con là Ngô Thị Mai ở xứ Kinh Đâu, thuộc về địa phận Thất Diệm ngoài Bắc. Nhưng năm ngoái thì tháng 6 năm ngoái là chồng con bị ung thư hạch ở đây ạ, nên bác sĩ bảo là áp chuyển hóa chất, nhưng mà đi chữa không được thì vợ chồng con là trốn viện là đi vào Buôn Cha đây này. 25 tháng 8 năm ngoái vào đây thì là cha đặt tay cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con. Chồng con bây giờ kế hoạch là biến mất rồi, không còn nữa. Còn ơn thứ hai là con gái con đi làm ăn ở Gò Vấp ấy, là có thai cháu đầu, là con gái con là bác sĩ được 2 tuần, là con gái con bác sĩ bảo là thai có khả năng bị đau và tim thai yếu. Nhưng mà con gái có điện được cho con thì con cũng bảo cứ tin thác vào Chúa để nên cha nong được cái cha nong dâng đấy ở trên nhà thờ Trung Bắc. Mà con gái con là lên đấy là cha đặt tay được 7 lần. Thì con gái con giờ sinh ra là cháu xinh đẹp mà khôn ngoan tuấn tú, mà đặt tên là Nguyễn Bảo An, là nghĩa là bình an. Còn ơn thứ ba nữa là con em gái con là ung thư vú, là đi chữa hết mọi nơi nhưng bác sĩ bảo là ung thư ác chẳng chữa được. Vậy là em con là nhắn tin cho cha và cùng đoàn cầu nguyện cho em con. Thì giờ em con là Chúa chữa cho em con làm lành rồi, hết bệnh rồi, không còn ung thư nữa mà khỏe mạnh thường cha. Dạ hết rồi ạ. Hết rồi ạ. Đây, cho thằng Sài Gòn ba cái món quà. Một là 300 bài giảng, hai là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và ba là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để biết đọc về tiểu sử thánh Faustina. Con được cái gì của Chúa? Con là Maria.